Sáng nay, 540 máy thở MV20 đã được các nhà tài trợ trao tặng đến 8 địa phương, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Đợt trao tặng này nằm trong dự án sản xuất 2.000 máy thở cho các bệnh viện, địa phương, kịp thời hỗ trợ ngành y tế Việt Nam chống dịch. Các máy được sản xuất dựa trên kết quả nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy, được Hội đồng chuyên môn cấp nhà nước xác nhận máy thở MV20 đáp ứng được các tiêu chuẩn máy thở sản xuất tại Việt Nam và phù hợp với mục đích phòng chống dịch COVID-19. Dịp này, đội ngũ bác sĩ, chuyên viên y tế của 8 địa phương đã được tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng máy một cách hiệu quả.